Hello Sweetie, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Gold Secret. Video ngày hôm nay sẽ là một video mình sẽ review về những các cây son dưỡng Comex. Hiện tại thì mình đang có 4 loại son Comex khác nhau. Son dưỡng môi của Comex nó có một cái hình dáng rất là đặc biệt, nghĩa là khi mà các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ biết đây là một cái loại son Comex. Tuy nhiên, một số những cái mẫu đời mới hơn đó thì nó không còn giữ một cái nét đặc trưng của Comex nữa, giống như cái cây son này chẳng hạn. Thì khi mà mình nhìn vô thì mình không biết nó là son của Comex. Thì mình có một cái hũ kem dưỡng như thế này, một cái loại kem dạng tuyết như thế này, một cái loại kem dạng thỏi basic, và một cái loại son dưỡng có màu đến từ Comex. Và video ngày hôm nay á, thì mình sẽ thử trên môi của mình và mình sẽ review cái cảm nhận của mình khi mà sử dụng những kem này trên môi của mình là như thế nào. Và chúng mình sẽ cùng bắt đầu vào video nha. Ok, chúng mình sẽ cùng sát lại gần nhau và bây giờ chúng mình sẽ thử son dưỡng môi trên môi của mình ha. Đầu tiên đó thì mình sẽ thử cái hũ này, bởi vì cái hũ này là cái hũ rẻ nhất trong tất cả những cái loại Comex mà mình có. Thì hũ này á, xài khá là lâu á mọi người. Cái chất của nó khá là đặc. Đây là cái chất của nó là mọi người. Nếu như mà lấy ra thì mình cảm thấy là cái chất của nó gọi là cũng giống như Vaseline, nó dạng sáp. Đây là cái môi của mình. Tuy là không có tế bào chết nhưng mà nó cũng khá là bắt đầu có hiện tượng khô rồi. Đây là cái finish của các bạn này. Một cái nhược điểm của cái hũ kem này á, đó chính là bởi vì nó là một cái dạng hũ và các bạn cần phải chọt tay vào để lấy sản phẩm. Vậy nên là nó thật sự rất là bất tiện nếu như mà các bạn ra ngoài đường hoặc là các bạn đang ở ngoài và tay của các bạn không có sạch đó, thì nó khá là mất vệ sinh. Ví dụ như là các bạn sử dụng cái hũ này vào ban đêm để làm mặt nạ ngủ cho môi á, thì đó là một cái ý kiến rất là tốt. Hoặc là mình có một cái ý kiến rất là hay, đó chính là các bạn sẽ làm tan cái hũ này và đổ nó vào cái cây này. Khi mà cái cây này hết thì mình nhớ không lầm á, thì cái hũ này nó sẽ bằng 2 lần cái cây này. Nhưng mà giá của nó hình như là nó bằng nhau thì phải. Cái này thì mình bôi khá là nhiều. Đối với lại các bạn này á, thì mình cảm thấy rằng cái chất và cái kết quả, cái hiệu quả của nó rất là tốt. Nhưng mà khi mà vào trời mùa đông thật là lạnh á, kiểu như thời tiết -30°C và gió khô lạnh ở bên Phần Lan á, thì cái hũ kem này á, nó vẫn chưa thật sự đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Nghĩa là cái môi của mình khi đó nó khô, khi mà bôi cái bạn này lên á, thì kiểu đúng là nó có thoải mái hơn, nhưng mà phải gọi là cái tế bào chết của mình nó tan chảy và làm cái môi của mình thật sự thoải mái khi nói chuyện á, thì nó vẫn chỉ ở đâu đó tầm 8/10 chứ không phải là 10/10. Tuy nhiên nếu như mà mùa hè hoặc là mùa thu á, thì cái sản phẩm này phải nói là thả ga dư sức để mà có thể làm cho cái môi của mình nó dễ chịu. Cái độ bóng của cái bạn này á, thì nó nằm ở trong cái mức độ trung bình. Các bạn có thể thấy ở đây ánh sáng mình sử dụng nó khá là nhiều, nên là các bạn sẽ thấy là cái độ bóng của nó bóng hơn bình thường. Trong camera thì các bạn cũng không thấy là nó quá bóng đúng không? Nói chung là cái độ bóng này nó ở mức trung bình vừa phải, không phải là kiểu bóng nhảy khiến các bạn khó chịu, nhưng mà cũng không phải là kiểu lì. Theo mình thì các bạn này sẽ thích hợp làm cho mặt nạ dưỡng môi vào buổi tối, hoặc là các bạn sử dụng sau đó là các bạn lấy một cái miếng giấy và bạm nó đi. Như các bạn thấy là tuy rằng á, trên môi của mình cảm thấy vẫn còn rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà nó không còn bóng nhiều nữa. Mà thật sự ra là cái lần này mình bôi cho các bạn xem á, là mình bôi khá là nhiều sản phẩm, nên là các bạn cũng thấy cái này nó khá là bóng hơn bình thường rất là nhiều. Mình sẽ bập lại. Đây, các bạn thấy ở đây là cái môi của mình á, nó rất là đủ ẩm nè, nhưng mà nó không bóng. Các bạn biết lý do vì sao mình lại thích Comex chưa? Qua cái tip thứ hai, đó chính là một cái tip cũng rẻ không kém. Thì mình cảm thấy là khi mà mình sử dụng á, thì ban đầu mình nghĩ là nó không có gì thật sự quá là khác nhau á, bởi vì nó nằm ở trong tip nên là nó sẽ dạng lỏng hơn rất là nhiều. Và khi vào mùa đông, khí hậu lạnh thì nó cũng không có trở thành một cái thể rắn khiến cho mình khó sử dụng. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng cái tip như thế này á, nó thật sự khá là khó để giữ sạch cái đầu tip. Tuy rằng mình giữ sản phẩm này rất là kỹ, nhưng mà mỗi lần mình mở nó ra thì mình kiểu giống như là ủa sao nó bét nhè vậy.
cái đầu tròn như thế này mình thấy nó thật sự rất là bất tiện trong cái quá trình mà mình sử dụng, bởi vì nó không có thật sự ôm trọn vào cái môi của mình á. Khi mà sử dụng cái bạn này thì mình rất là hiếm khi nào apply sản phẩm trực tiếp trong lọ, bởi vì thường thì mình hay bôi son dưỡng có màu hoặc là mình hay bôi son có màu dạng màu nude. Thì khi mà mình làm như vậy thì cái bạn này sẽ hút ngược cái màu son vào cái ống, và mỗi lần mà mình bóp cái sản phẩm lên thì mình lúc nào cũng thấy màu son trong cái tuýp này. Mình cảm thấy nó thật sự rất là mất vệ sinh đó. Vậy nên là mình phải bôi nó vào tay và quẹt sản phẩm thay vì bôi sản phẩm trực tiếp. Từ nãy đến giờ như mình đã nói thì cái bạn này có khá là nhiều những cái nhược điểm cho cái thiết kế của cái bạn này. Cá nhân của mình thì mình thật sự không có thấy cái bạn này có một cái thiết kế thông minh một tí nào cả, bởi vì mình cảm thấy là khi mà bạn này hết thì sẽ rất là khó để sử dụng 100% sản phẩm, trừ khi các bạn phải cắt cái tuýp này đi. Thứ hai là cái sản phẩm này nó không ôm trọn vào môi, bởi vì cái đầu của nó tròn vo như thế này. Cái thứ ba đó chính là khi mà các bạn bôi son dưỡng lên trên cái bề mặt son màu thì bởi vì cái son dưỡng này nó sẽ làm tan cái son màu của các bạn, và nó làm cho cái việc hút cái son màu của các bạn vào cái tuýp này càng dễ dàng hơn. Vậy nên là về cái thiết kế của các bạn này mình sẽ cho 4 điểm trên 10. Theo cá nhân của mình thấy thì cái độ bóng của bạn này nó bóng hơn so với lại bạn này hơi bị nhiều. Thế nhưng mà nó cũng không phải là thuộc cái loại bóng nhảy, bóng rẻ tiền hay là kiểu bóng giống như là các bạn có thể thay thế một cái loại son bóng. Và khi mà các bạn uống nước thì cái bạn này sẽ khá là dễ dàng nhanh trôi, ngay cả khi các bạn uống nước lạnh hoặc là uống nước nóng. Uống nước nóng thì nó còn dễ trôi nhanh hơn rất là nhiều. Và khi mà uống nước khoảng đâu tầm 2-3 lần đó thì cái son của các bạn nó trôi cũng gần như là hết. Anh ơi! Mọi người nhìn cái môi của bạn trai của mình nè, bây giờ đang rất là khô và có một vài những cái vảy trắng đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ lấy một cái thỏi son yêu thích của mình. Cái này, thôi cái này đi, bởi vì cái này thì khi mà các bạn không có phải chết nhiều và... Anh ơi, you can't... Đứa con in the... Mình sẽ bấm vào vô. Ok, who changed that? Bra. Take the bra. Yeah. Take the bra. Các bạn thấy không? Khi mà ổng apply xong á, là cái môi của ổng kiểu như hồng hào lên hẳn luôn á. Có sức sống lên. Ghê không? Ghê. Yeah. Ok, bây giờ mình sẽ bập đi. Ok. Who changed that? Break the bra. Yeah. Tắt. Cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng cái bạn này sẽ thích hợp với lại những cái bạn đang sống ở khí hậu nóng ẩm. Bởi vì vào những cái lúc mà mình có da chết nhiều vào mùa đông á, thì cái bạn này không thể nào dưỡng được cái môi của mình. Theo mình cảm thấy thì bạn này không có khả năng làm tan cái tế bào chết của mình khi trên môi. Nó chỉ có khả năng làm ẩm và khiến cho môi của mình nó không bị khô hơn thôi. Mình mua 2 tiếp bạn này bởi vì lúc đó là mình qua Thụy Điển và ở bên Phần Lan thì nó không có bán dạng tuýp như thế này. Vậy nên là mình lo lắng là nếu như mà cái tuýp này nó tốt thì mình lại không thể nào mua ở Phần Lan. Vậy nên là mình đã quyết định mua 2 tuýp. Và 2 tuýp này mình nghĩ có lẽ đây cũng sẽ là 2 tuýp cuối cùng mà mình mua từ Comex. Nếu như mà bạn không có một cái làn môi thật sự khô giống như mình á và sống ở cái khí hậu nóng ẩm thì 2 bạn này thật sự cũng không quá là tệ. Nhưng mà đối với mình á thì lại một lần nữa mình nhắc lại là bạn này không có khả năng làm tan cái tế bào chết trên môi của các bạn. Tuy nhiên á, thì nó vẫn có thể dưỡng ẩm và ngăn ngừa cái việc thoát ẩm của môi của bạn cũng rất là tốt. Ok, bây giờ thì mình sẽ test thử sau khi mà mình bận với anh sản phẩm này sẽ trông như thế nào và để hiệu ứng như thế nào nha. Đây, như các bạn thấy là khi mà mình bận á, thì sản phẩm này nó vẫn còn khá là bóng. Tuy nhiên á, thì môi của mình vẫn cảm thấy rất là mượt và mướt. Nếu như môi của bạn không có tế bào chết thì các bạn sẽ rất là thích sản phẩm này. Tuy nhiên, nếu bạn mua sản phẩm bởi vì môi của bạn hay có tế bào chết và nó khiến cho môi của bạn căng khó chịu thì sản phẩm này có thể sẽ không phù hợp với các bạn. Chưa có một cái lần nào review sản phẩm, test sản phẩm trên da mặt của mình mà mình cảm thấy lại dễ chịu đến như vậy, bởi vì cái môi của mình nó lúc nào nó cũng kiểu Tiếp theo đó chính là cái sản phẩm thỏi đến từ Comex. Đây là cái thỏi mà mình yêu thích nhất từ cái lúc lần đầu tiên mình sử dụng son dưỡng đến từ Comex. Đến bây giờ thì mình nghĩ rằng ít nhất mình đã sử dụng 20 thỏi son dưỡng như thế này. Cái cây xanh này có cái chất đặc nhất trong 4
cái loại son dưỡng hôm nay mà mình có. Và mình sẽ test thử trên môi cho các bạn xem. Các bạn nhìn thấy không? Nó có một cái độ dưỡng rất là vừa phải, không hề quá bóng và cũng không hề quá liền. Một trong những cái điểm trừ to lớn nhất đến từ cái hãng son Comex đó chính là cái mùi dầu gió. Kiểu cảm thấy khó chịu thì hơi quá, nhưng mà nó có làm phiền đến mình bởi vì cái mùi hương này đến từ nhà Comex. Trong cái quá trình mà các bạn bôi kem dưỡng này thì cái mùi đó nó sẽ luôn luôn bám tại các bạn, và mỗi lần các bạn nói chuyện đó hút cái hơi vào thì các bạn sẽ cảm thấy không có được ngọt ngào ngon cho lắm. Tuy nhiên phải nói sao, các bạn hãy mua đi nếu như mà các bạn có một cái làn môi khô rát, sống trong một khí hậu lạnh, và các bạn muốn tiết kiệm tiền và tìm một cái loại kem dưỡng có thể dưỡng ẩm cho các bạn 10 trên 10. Có rất là nhiều bạn á comment đại loại giống như là á, mình thì khen son Comex rất là nhiều, thế nhưng mà ở bên Việt Nam á thì có rất là nhiều anh chị YouTube nói về cái son này kiểu giống như là làm thâm môi và làm khô môi bla bla các thứ. Thì bản thân của mình thật sự mình cũng đã coi những cái video YouTube đó rồi, và mình cảm thấy rất là đáng tiếc á, là bởi vì mình thắc mắc là các bạn đó thật sự đã trải nghiệm cái son dưỡng này hay chưa, hay là các bạn chỉ mua về quẹt một vài lần sau đó là các bạn đem sản phẩm đi ra để mà review cho các bạn một cái đúc kết như vậy. Bởi vì khi mà các bạn lỡ cái son Comex này á, thì đó là một sự rất là đáng tiếc. Và nếu như mà các bạn đã coi cái review son dưỡng Dior của mình á, thì các bạn cũng có thể thấy là mình cũng nói thẳng ở trên cái video đó, để nói về cái độ dưỡng á, thì son Dior nó không thể nào so sánh được với lại cái son Comex này. Thật sự là như vậy luôn. Những cái loại son dưỡng Comex mà mình đã review trên á, thì nó không hề có màu, không hề có mùi thơm đến từ hoa quả tự nhiên, nên là nó là một cái điểm trừ rất là lớn đối với mình. Thế nhưng mà để nói về cái độ dưỡng, và nó đã cứu sống cái môi của mình á vài mùa đông ở Phần Lan, và với một cái giá khoảng đâu 150-200 nghìn như thế này á, thì mình thật sự không có một cái gì để mà phàn nàn về cái em son dưỡng này. Thêm một cái đặc điểm chung của những cái kem dưỡng đến từ Comex đó chính là cái cảm giác mát lạnh từ bạc hà á, giống như là cảm giác chích chích châm chích, không phải cảm giác chung chích nữa, nhưng mà các bạn cảm giác là khi mà các bạn bôi dầu gió thì cái dầu gió nó sẽ có một cái cảm giác mát lạnh lạnh lạnh. Thì cái cảm giác khi mà các bạn bôi những cái son dưỡng đến từ Comex nó cũng có cái cảm giác như vậy. Đây là cái lớp son của mình sau khi mình đánh, và mình sẽ bôi cái lớp này đi. Ở lọt mình bận với giấy ăn. Thì đây là cái môi của mình. Cái môi của mình và cái da của mình nó là thuộc cái tip là lúc nào cũng phải cấp ẩm. Và khi mà mình bôi cái kem dưỡng này á, thì mình cảm thấy cái môi của mình nó giống như là được sống lại vậy đó mọi người. Và cái khả năng giữ ẩm của cái bạn này á, thật sự rất là cao. Mình nghĩ rằng khi mà các bạn apply sản phẩm lên trên môi, thì mình nghĩ rằng cái bạn này có thể dưỡng trên môi của bạn khoảng đâu tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ là chuyện rất là bình thường luôn á. Cái độ dưỡng của nó giống như là nó ăn sâu vào trong da, không phải là nó chỉ để lại trên cái bề mặt môi của bạn một cái lớp bóng, một cái lớp dính đâu nha, mà nó sẽ khiến cho cái môi của bạn ẩm á, ẩm mà kiểu như là từ ở sâu ở trong cái lớp da môi của các bạn chứ. Nên là mình cảm thấy rất là thích, giá rất là hợp lý. Cái tips của mình khi mà sử dụng những cái bạn son kem dưỡng của Comex thì hãy để cái sản phẩm này ít nhất là 1 phút đến 2 phút đồng hồ, để mà kiểu như cái môi của các bạn nó hòa quyện vào cái son dưỡng, thì lúc đó cái sản phẩm này nó mới kiểu thật sự phát huy cái công dụng của nó. Khi mà cái môi của mình nó có một cái lớp da chết rất là khó chịu ở trên môi, mà mình apply cái bạn này lên trên môi của mình á, thì cái lớp da chết đó nó kiểu được tan chảy và biến mất, hoặc là mình có thể lột cái lớp da chết đó một cách rất là dễ dàng và không hề khiến cho môi của mình cảm thấy khó chịu hay là bị chảy máu một tí nào luôn á. Trong trường hợp mà các bạn bị da chết rất là dày trên môi thì mình khuyên rằng các bạn hãy bôi một cái lớp son kem dưỡng Comex của cái bạn này nha, để đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 phút, sau đó là các bạn sẽ kiểu lấy bóc da chết ra một cách vô hại cho môi luôn á. Love it. Đây là một cái cây son kem dưỡng đến từ Comex mắc nhất hình như là trong tất cả các dòng của Comex luôn đó mọi người. Thì bạn này có giá gấp đôi bạn này, và trọng lượng của bạn này lại bằng 1/2 trọng lượng của bạn này. Vậy thì suy ra thì bạn này có giá chắc tầm đâu đó gấp 4 lần bạn này. Thì khi mà mình mua bạn này á, thì mình kiểu
kiểu yêu thích nó kinh khủng và giá cũng rất là hợp lý nữa. Nhưng mà khi mà mình check cái bạn này thì kiểu cái giá của nó cao hơn rất là nhiều và mình kiểu cho wow, chắc là bạn này sẽ tốt lắm đây, kiểu giống như là trời, cái này nó là drip của Dior hay không, trời kiểu cái nào mình sẽ làm một cái video về drip của Dior bla bla các thứ hả. Bạn này cũng vậy, mình mua ở Thụy Điển, ở bên Phần Lan thì mình không thấy họ bán. Có một cái đặc điểm mình cảm thấy rất là lạ, weird đó mọi người, đó chính là các bạn nhìn thấy đây là cái thân son đúng không, thì khi mà các bạn mở ra đây là cái nắp son, còn cái thân son thì các bạn không nhìn thấy bất cứ một cái chữ nào cả, bởi vậy nên là mình cảm thấy là khá là lạ á mọi người. Ok, thì cái thỏi son này á nó khá là nhỏ, vậy nên là mô của các bạn có dày hoặc là mô của các bạn có mỏng á thì cái bạn son dưỡng này nó cũng sẽ không kiểu sẽ làm tèm lem cái mô của các bạn. Cái chất của bạn này mình cảm thấy khá là lạ là bởi vì cái thỏi son này á khi mà lên trên mô thì cái chất của nó rất là mỏng và mình cảm thấy là các bạn cần phải quẹt đi quẹt lại rất là nhiều để mà có thể có một cái lượng son dưỡng đầy đủ lên trên mô của các bạn. Vậy thì khác với lại những cái thỏi son dưỡng nãy giờ mà mình review thì mình cảm thấy rằng cái độ bóng của các bạn này nó khá là cheap. Nghĩa là khi mà các bạn bôi son bóng lên trên môi thì cái mô của các bạn nó giống như là các bạn vừa mới ăn một cái gì đó đồ mỡ xong á. Và cái màu hồng của các bạn này là một cái màu hồng baby. Thì maybe là nếu như bạn là một người có một cái làn da trắng sáng thì cái màu này nó sẽ đẹp kiểu tự nhiên trên da của bạn. Còn nếu như mà các bạn medium sáng hoặc là ngăm giống như mình á thì cái màu này nó giống như là một cái màu rất là cũ, rất là kỳ cục á mọi người. Ok, vậy thì cũng giống như với lại cái thỏi son Camex này thì khi mà mô các bạn có tế bào chết á thì cái son này nó không thể nào cứu vãn được cái mô các bạn, nó cũng sẽ không giúp cho mô các bạn cảm thấy thoải mái, dịu dàng, có sức sống trở lại. Nếu như mà mô các bạn không có tế bào chết và các bạn đang sống ở cái khí hậu nóng ấm thì cái son này maybe là các bạn sẽ thích. Thế nhưng mà cá nhân của mình thì lại không recommend cho các bạn, bởi vì mình cảm thấy nó không có gì quá là đặc biệt á. Khác với lại những cái dòng son khác của Camex thì cái bạn này có một cái mùi vanilla và đây là một cái mùi rất rất là hóa chất và rất là khó chịu. Mình không hề thích một tí nào, mình ghét nó giống như là những cái mùi original của Camex vậy. Vậy nên là cái mùi vanilla này nó cũng không cứu vãn được cái mùi hương của Camex đối với mình. Bây giờ thì mình sẽ thử bọc lại với lại giấy để cho các bạn xem được cái hiệu ứng của các bạn này khi mà mình bọc với lại giấy ăn như thế nào. À quên một cái nữa, đó chính là bạn này á, khi mà các bạn ăn uống nước thì nó sẽ rất là dễ nhanh trôi, vậy nên là các bạn phải apply lại. Bạn này á, cái lượng sản phẩm của nó không nhiều nhưng mà bởi vì mình không có ưng cho lắm nên mình không sử dụng nhiều nên là cái sản phẩm này nó vẫn còn nhiều. Các bạn này thì chỉ có 2g, 2.2ml thôi mọi người, không có nhiều một tí nào cả. Đây, nó để lại một cái lớp như thế này. Nói chung là cho 4 cái dòng son khác nhau đến từ Camex thì mình sẽ vote 2 cái bạn này. Bởi vì sao? Khi mà các bạn đã tìm đến một cái son dưỡng á, thì các bạn muốn rằng những cái tế bào chết của các bạn được tan chảy hoặc là lấy đi một cách dễ dàng và nó cấp ẩm cho môi tốt, chứ không phải là tìm một loại son dưỡng và bôi khi mà các bạn không có da chết giống như là hai cái bạn này. Bởi vì mình cảm thấy nó khá là vô lý. Thế nhưng mà tuy nhiên mình biết rằng sẽ có đâu đó những cái bạn nào đó trên môi không có da chết và chỉ muốn dưỡng ẩm một cách nhẹ nhàng thì hai bạn này sẽ thích hợp với các bạn. Và một cái đặc điểm chung của hai bạn này đó chính là hai bạn này có cái chất khá là dày, vậy nên là khi lên trên môi nó cũng sẽ khá là dày lên trên môi. Tuy nhiên các bạn hoàn toàn có thể bọc lại với da, không có vấn đề gì cả. Nói chung á là có nên thử son Camex hay không thì mình cảm thấy là với lại một cái giá nó quá bình dân như thế này, kiểu khi mà các bạn mua cái sản phẩm này á, các bạn sẽ không thể nào nghèo được với lại cái sản phẩm này, chỉ có 100-mấy nghìn hoặc là 200 nghìn thôi. Vậy nên hãy thử, bởi vì mình cảm thấy cái sản phẩm này thật sự là một sản phẩm, ít nhất là hai cái bạn này là hai cái sản phẩm thật sự rất đáng để thử. Mình biết rằng nếu như bạn là một người chú trọng về mùi hương của sản phẩm thì có lẽ bạn sẽ không thích Comex, nhưng nếu như bạn là một người chú trọng về cái chất lượng sản phẩm thì thử. Còn về cái vấn đề thâm môi á thì mình cảm thấy rằng khi mà mình sử dụng cái bạn Camex, đặc biệt là cái bạn Camex mà có SPF 15 này á, thì mình cảm thấy cái môi của mình á nó đỡ thâm hơn hẳn luôn á, hoàn toàn không có việc thâm môi giống như là những cái người khác nói.
Và mình hy vọng rằng á, những cái người mà review sản phẩm á, thì các bạn phải review sau một cái quá trình mà các bạn trải nghiệm lên trên da của các bạn, chứ không phải là mở thành phần ra sau đó là phán giống như thật trong khi các bạn chưa xài nó đủ lâu. Cuối cùng á, một điều rất rất là quan trọng mình muốn nói đến cho các bạn, thì tại bây giờ thì hình như là Comex nó chưa có cửa hàng chính hãng tại Việt Nam. Vậy nên là những cái sản phẩm Comex mà các bạn mua sẽ là những cái sản phẩm Comex được xách tay hoặc là nhái. Vậy nên là các bạn phải thật sự tham khảo nhiều. Tại vì sao hôm nay mình làm video cái từ ngữ của mình nó chạy đi đâu hết trơn rồi. Vậy nên là các bạn phải cần thật sự cân nhắc rất là nhiều trước khi mà các bạn mua sản phẩm. Bởi vì tuy là sản phẩm nó rẻ đó, nhưng mà các bạn mua hàng nhái thì cũng coi như xong. Những cái review từ nãy đến giờ của mình cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Vậy nên là khi mà các bạn mua một cái mặt hàng xách tay thì hãy chọn những cái nơi mà các bạn cảm thấy người này uy tín, chứ đừng có chọn một cái sản phẩm nào đó có cái giá rẻ nhất để mua nha. Ok, và mình hy vọng rằng cái video này sẽ hữu ích cho mọi người, và cũng mong là mọi người sẽ thích cái video này của mình. Và nếu như mà các bạn thích những cái video như thế này thì đừng quên hãy comment ở dưới để mà mình có thể biết rằng bạn thích video như thế nào. Hoặc là các bạn muốn góp ý cho video của mình thì cũng đừng quên comment ở dưới để mình có thể đọc và mình có thể phát triển video một cách tốt đẹp hơn. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.